phần tiếp theo trong chương trình, chúng ta sẽ được khám phá một nét rất khác, dễ thương, hóm hỉnh và rất tài năng của các giáo viên và học viên tới từ trường Trung cấp Kỹ thuật Thông tin, Binh chủng Thông tin Liên lạc, thông qua phần chơi Nụ cười chiến sĩ. Thực ra là không phải đợi đến phần chơi này thì chúng ta mới được đón nhận trên sân khấu thật là nhiều nụ cười. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì ngay từ đầu chương trình này, các tiết mục mà trường Trung cấp Kỹ thuật Thông tin, Binh chủng Thông tin Liên lạc mang lại cho sân khấu của chúng tôi là chiến sĩ là những tiết mục rất đặc sắc và cũng rất ý nghĩa khi chương trình này sẽ được phát sóng đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của nhà trường. Với những người lính thông tin liên lạc thì công việc của họ đòi hỏi một sự ứng biến rất nhanh, chỉ tính bằng giây, thậm chí còn ngắn hơn. Tính cách đó cũng được họ thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày hay cả trong những phần trình diễn trên sân khấu. Hoạt cảnh với tên gọi dễ thương, Ngẫu hứng lính thông tin. Rồi làm vợ anh nhé, bắt về. Rồi làm vợ anh nhé, bắt về. Rồi làm vợ anh.